Sài Gòn vào cao điểm nóng nhất trong năm, lên đến 39 độ C. Tháng 4, Sài Gòn bước vào cao điểm nắng nóng nhất trong năm, nhiệt độ lên đến 39 độ C, đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy nổ. Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nhiệt độ tại miền Đông Nam Bộ, trong tháng 4, có thể đạt 38 đến 39 độ C, trừ Vũng Tàu, dự báo từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 4, nhiều khả năng sẽ là thời điểm nóng nhất năm nay. Ông Quyết cho biết thêm, những ngày qua bức xạ, UV, luôn đạt mức 9 đến 10, thời điểm nắng nóng nhất thì UV ở mức 10 đến 11. Ở mức độ này rất có hại cho da và mắt, người dân cần hạn chế khi ra đường vào thời điểm từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu phải ra ngoài, người dân cần đeo kính mát, trang bị bảo hộ chống nắng, không nhìn thẳng vào mặt trời để tránh tổn hại mắt và nên thoa kem chống nắng. Theo chuyên gia, đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy nổ, do độ ẩm thấp, nên nhà dân, công sở, xí nghiệp cần trang bị bình cứu hỏa, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, bình, dây ga, khi đốt nhang đèn, phải canh chừng, theo dõi đến khi kết thúc. Thường xuyên kiểm tra xe máy, ô tô, tình trạng rò rỉ xăng cần khắc phục ngay, để tránh cháy nổ. Trao đổi với Zing.vn, Trung tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng tham mưu, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, trong mùa khô rất dễ cháy, nguyên nhân chủ yếu là chập điện, bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Người dân nên để vật dụng dễ cháy cách xa bếp, nguồn phát sinh ra nhiệt, không để vật dụng dễ cháy ở lối thoát nạn, đường đi chính. Đối với chung cư và nhà cao tầng, cần có biện pháp phòng ngừa tốt và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cư dân. Người dân phải biết rõ các trang thiết bị chữa cháy ở chung cư để sử dụng khi có cháy. Bên cạnh đó, cư dân ở và làm việc tại các nhà cao tầng cần tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy để có kỹ năng thoát nạn cho an toàn. Dự báo thời tiết 1 tháng 4, Hà Nội sắp nóng 31 độ. Miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt, trời ít mây, nhiều nắng, ngay thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 31 độ. Tại miền Bắc, trong hôm nay các tỉnh Tây Bắc Bộ còn có mưa rào rải rác vào sáng sớm, nhưng đến trưa chiều mưa dứt hẳn, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, sau đó trời chuyển nắng, cao nhất tại Hà Nội đạt 29 độ. Sang tuần, mức nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 30 đến 31 độ C, về đêm và sáng sớm chỉ còn se se lạnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, hôm nay mát mẻ, với nền nhiệt cao nhất trong ngày, đạt 27 đến 30 độ C, đêm giảm còn 21 đến 24 độ. Khu vực Đà Nẵng, Bình Thuận, nắng lên từ sớm, trời oi nóng 30 đến 33 độ, nhưng đêm giảm nhanh, trời mát mẻ 22 đến 25 độ. Tây Nguyên hôm nay chuyển mát mẻ, khi nhiệt độ giảm khoảng 2 độ, so với hôm qua, cao nhất trong ngày phổ biến 18 đến 31 độ, ban đêm se lạnh 18 đến 21 độ C, riêng Đà Lạt đêm rét 14 đến 15 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ chiều tối qua, khi rãnh thấp hoạt động mạnh lên, mưa trái mùa xuất hiện trở lại ở 2/3 khu vực, và trong chiều tối nay, vẫn sẽ tiếp diễn tại các tỉnh phía Tây Nam Bộ, như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Toàn Nam Bộ hôm nay nhiệt độ nhích nhẹ thêm 1 độ, lên mức 30 đến 34 độ C, trong đó khu vực phía Đông Nam Bộ, cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Sang đầu tuần tới, trời lại chuyển ít mây, nắng nóng 34 đến 35 độ quay trở lại.